Thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Lời Chúa. Có người mắc bệnh phong đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Hiến luật điều 13, triệt 2. Ân sủng và sự hiển diện đặc biệt của Thiên Chúa làm cho trái tim Đức Maria hoàn toàn trong sạch và thuộc trọn về Thiên Chúa. Đức tin và đời sống cầu nguyện của mẹ đặt mẹ trong thái độ thường xuyên chiêm ngắm Đấng tối cao. Suy niệm, lời van xin đầy thiện chí cùng với thái độ khiêm tốn quỳ xuống của người mắc bệnh phong. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Phần nào làm đánh động và gợi lên trong chúng ta những lần ta thờ phượng, và nhất là trong thái độ của ta mỗi lần đến với Chúa và trong khi cầu nguyện. Sự khao khát và lòng tin của anh gợi lên lòng chạnh thương của Chúa, đụng vào anh và cho anh được sạch. Noi gương mẹ Maria, chúng ta đặt niềm tin như mẹ trước quyền năng của Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Để mỗi ngày chúng ta đến với Chúa bằng một tâm tình yêu mến, phó thác và trọn niềm tin tưởng. Trước quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, người bệnh phong đã hạnh phúc rao truyền Chúa khắp nơi. Chị em chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và nài xin người thương chữa lành các bệnh tật trong ta, và cách riêng thanh tẩy tâm hồn chúng ta được nên trong sạch, như người đã làm cho trái tim mẹ Maria hoàn toàn trong sạch, để thuộc trọn về Thiên Chúa. Chúng ta nỗ lực tập luyện các nhân đức và ý thức trong đời sống cầu nguyện, để trở nên chứng tá con Đức Mẹ vô nhiễm trong môi trường phục vụ. Lạy Chúa, tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn muốn cho con người được hạnh phúc. Xin cho chúng con biết lưu tâm luyện tập các nhân đức và đem ra thực hành, để nhờ đó chúng con sống tốt hơn mỗi ngày và trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời thánh hiến của chúng con. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, hôm nay chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm luyện tập các nhân đức và năng hướng lòng về Chúa.